Vâng, cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Thầy Minh Tâm và Bích Trâm lại trở lại với quý vị trong chương trình dược thảo Thần Dược Gia Truyền Hoàng Đế Toa. Đó là tên của những bài dược thảo mà thầy Minh Tâm đã chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân. Quý thân chủ đã từ một cái người mà bị yếu bệnh, nhất là bệnh sinh lý, trở thành một người rất là khỏe mạnh, trở lại bình thường. Thưa quý vị, và lần vừa rồi đó chúng ta có nói đến tất cả những cái nguyên dược thảo mà mình giới thiệu, cũng giống như thầy làm ở trong các cái loại cái bình, vừa thuốc rượu và thuốc nước. Vậy thưa thầy, có một cái loại mà hồi nãy chúng ta đã giới thiệu xong rồi, nhưng thưa thầy, ở trong cái hộp này đó là Bích Trâm có nhìn thấy những cái cọng, nó giống như là cọng sâu, con sâu hay sao, nó là gì vậy đó thưa thầy? Quý vị, chắc là quý vị những ngày gần đây cái cơn sốt ở trong cộng đồng của chúng ta là đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo. Yeah. Thì đây chính thức là đông trùng hạ thảo nguyên chất và nguyên con. Và nó trước đây quý vị cứ nghe là đông trùng hạ thảo đỏ, trắng, đen, vàng gì đó. Nhưng sự thật quý vị, đây đông trùng hạ thảo nó chỉ một cái màu như thế này thôi. Nó không có phải là con, nó một cái rễ cây thôi. Chứ không phải là con, rồi tới mùa đông là thành con, tới mùa hè là thành rễ cây. Thì đây là đông trùng hạ thảo sự thật. Thì nó chỉ là cái rễ cây, cái rễ cây thì lắc ở đây thì họ với Trâm sẽ nắm ra sẽ thấy. Thì sự thật quý vị, đông trùng hạ thảo không phải kỳ diệu giống như quý vị mà những ngày gần đây mà chúng ta một cơn sốt mà trị bá bệnh, thần dược thần tiên ngàn năm năm không có gì hết. Như chúng tôi nói, đông trùng hạ thảo này quý vị cũng vậy, cũng không thể nào nói là trị bệnh một uống một mình được. Quý vị đến các cái cửa tiệm thuốc bắc, quý vị hỏi thầy Lan, cái đông trùng hạ thảo nó sử dụng cho cái gì, mà nó là như thế nào, mà một cơn sốt trong cộng đồng Việt Nam chúng ta đông trùng hạ thảo organic, đỏ, trắng, đen, vàng. Nhưng đây quý vị thấy, cho quý vị thấy đây là một đông trùng hạ thảo sự thật, là nó là như vậy, là như thế này. Vâng, đây này thưa quý vị, Trâm đang còn cầm ở trên tay cái hộp đông trùng hạ thảo mà bây giờ các anh kỹ thuật để cho quý vị nhìn thấy nó rất là rõ, cái rễ, nó gọi là rễ cây đó thưa quý vị, và cái hình dạng nó giống như là cái hình con sâu, cho nên người ta cứ gọi là đông trùng hạ thảo, nhưng mà thực sự nó là cái rễ cây phải không thưa thầy? Bây giờ lấy ra thì để cho hô hấp nó trong nắm lên, thử mùi là đây cái rễ cây nó như thế nào thưa coi. Cái mùi á thưa quý vị, cái mùi nó phải nói rằng là rễ cây, nhưng mà cái mùi nó hơi tanh tanh, nó hơi tanh tanh, đúng rồi, cho nên người ta hay nói là đông trùng là đúng rồi. Bởi vì sao người ta gọi đông trùng? Chỉ bởi vì mùi hơi tanh, cái mùi tanh tanh, đúng rồi đó. Bây giờ thấy cái nguyên cái con, nguyên cái rễ cây đó. Cái rễ cây nó như thế này. Đây quý vị thấy, đây là cái rễ cây chứ không có cái con đông trùng hạ thảo gì cả. Thấy không? Cái cầm chứng minh để quý vị chứng minh đây là cái rễ cây chứ không có cái một cái đâu con trùng hạ thảo gì hết cả. Điều hình dạng hơi giống. Cái đúng rồi đó quý vị, đây nào, bây giờ biết Trâm nhìn đó. Cái rễ đàng hoàng. Đây là cái rễ, rõ ràng nó là cái rễ đó thưa quý vị. Cái rễ, nhưng mà cái đầu của nó đó thưa quý vị, là biết Trâm nhìn vào đó, nó cái trên của nó đó, cái da nó răng giống như là cái hình con sâu. Sâu thôi chứ nó không phải là. Và cái đằng dưới phía dưới bụng của nó đó, nó giống như là cái chân của con sâu. Nhưng mà thật sự biết Trâm không nghĩ rằng là nó là giống như người ta là cái con đâu mà. Cái rễ đàng hoàng. Cái rễ phải không? Mà thấy nè. Mà quý vị nắm nó cái rễ đàng hoàng phải không? Cái rễ, đây đúng là cái rễ nè, thấy không? Quý vị, đúng rồi, quý nó đề, có mùi quý vị đừng cái bị gạt, đừng bị gạt mà dẫn quảng cáo Sơn Đông Mãi Võ là nói con đông trùng hạ thảo mùa đông là thành cái con sâu, mùa hè là thành rễ cây, hoặc là đông đồng vàng, đỏ, trắng. Nhưng đông trùng hạ thảo thưa quý vị, nó chỉ... Cái đông trùng này hạ thảo này á, tức là ta gọi là cordyceps phải không? Cordyceps, đúng rồi. Nhưng mà mình tìm ở đâu ra thầy? Thưa quý vị, thưa quý vị, đông trùng hạ thảo nó chỉ có bên Tàu, bên Tây Tạng thôi. Bên Tây Tạng, đúng rồi. Còn có quý vị nói là, quý vị nói là bên Nhật, bên Đại Hàn, rồi trồng ở Mỹ, hầu hết là họ chí đình, họ nói sai hoàn toàn sự thật. Đó, họ gạt tất cả quý đồng hương từ xưa nay. Thì hôm nay chúng tôi muốn nói đây, chúng tôi chứng minh quý vị, đây là đông trùng hạ thảo, quý vị khỏi bị gạt. Quý vị không cần bị gạt gì cả. Quý vị đến các tiệm thuốc bắc, các ông thầy thuốc bắc sẽ giải thích quý vị. Và không những quý vị đến văn phòng chúng tôi, quý vị sẽ thấy cái đông trùng hạ thảo này là như thế nào. Cho quý vị đừng cái nghe đông trùng hạ thảo là trị bá bệnh tiểu đường, cao máu, sinh lý, liệt dương, lạnh cảm gì hết cả. Thì đây là nó một rễ cây, nó giống như cái trong này đó. Mà quý vị thấy các ông thầy thuốc bắc xưa nay
chưa bao giờ bỏ cái vị đông trùng hạ thảo này trong cái toa thuốc bắc cả. Đúng rồi. Như Bích Tâm thấy cái thang thuốc này đâu có đông trùng hạ thảo, phải đúng không? Đúng rồi, dạ. Đó, thì vì đó cho nên chúng tôi khuyên, nhân dịp hôm nay, chúng tôi khuyên tất cả quý đồng hương khắp mọi nơi từ Việt Nam cho đến Hoa Kỳ đừng tin tưởng rằng là đông trùng hạ thảo là đỏ, xanh, vàng, trắng hay là trị bá bệnh. Dạ. Thì nó chỉ là một cái thêm một cái dược liệu để mà mình ép thêm, nó tăng cường thêm những cái loại khác vô nhau, phải không? Dạ, đúng rồi. Thì nó phải đi cùng chung với nhiều cái dược thảo giống như thế này mà nấu mới được. Đó. Thì một gần đây thì quý vị nói là cái đông trùng hạ thảo này bây giờ thật sự quý vị, bây giờ nó mắc là lý do bên cái bên Tây Tạng đó, bên tàu đó, thì cái mùa nó không có được ra nhiều. Đúng rồi. Thì nó hiếm, thì bán mắc. Thì bây giờ quý vị nghĩ một cái con này bây giờ mình nói là cho nó là 50 đồng một con đi, hay 30 đồng một con. Thì quý vị nghĩ làm sao mà ở trong cái chai dược thảo nó tới 90 viên. Ủa thầy, như vậy là một cái hộp này có thầy bao nhiêu tiền? Thì đại khái như vậy, một cái hộp, cái hộp này là 2kg. Đó, khoảng là 2kg cái hộp này thì quý vị thấy rồi. Đó, thì cái một nhiều cái tiền quá, quý vị ơi. Thì một hộp này quý vị cho là một con này là 30 đồng đi, hay 20 đồng đi. Rồi. Phải? Thì cái trong cái chai mà dược thảo đó nó là 90 viên. Thì quý vị bán làm sao mà 30 đồng mà một con này, làm gì có một con này trong đó? Dạ đúng rồi. Wow. Phải không? Dạ. Làm gì có một cái nhánh này ở trong cái đông trùng hạ thảo. Wow. Trong cái dược mắc thảo quá. Phải không nè? Dạ, đúng không? Mà quý vị không những nó mắc như vậy mà quý vị nói bán 3 tặng 3, mua 3. Mấy quý vị không lẽ quý vị mua vàng mua rồi đem đi tặng người ta? Đúng không? Rồi. Ok, thì tóm lại, thưa quý vị, đây là đông trùng hạ thảo. Thì bây giờ tiếp tục thì Bích Tâm cứ theo. Dạ thầy ạ. À. Rồi bây giờ Bích Tâm thấy một cái bịch thiệt là to, đấy là cái bịch gì vậy thầy mà to thế đây, mà giống như vị... Bích Tâm thấy giống như con mực vậy. Đây là quý vị biết là cái đây là mình nói đây là mình cho biết quý vị đây là ai cũng biết là đây là đỗ trọng. Đỗ trọng. Thì quý vị, đỗ trọng nó có nhiều dạng, cái dạng mỏng, thiệt là mỏng như lá lúa. Cái loại này là loại dày. Loại dày thì chắc chắn là mấy người uống thuốc bắc, mấy người thời thuốc bắc mới biết được. Và nó cũng là một dạng để giúp trị bệnh, chữa bệnh và ngăn ngừa bệnh. Dạ, vâng. Mà Tâm thấy không, cái loại này nó dày cũng như là còn cái loại mỏng. Cái nhìn thấy nó cắt cắt giống như là con mực á. Đó, thì đây là một loại. Thì vì vậy nên chúng tôi, đa số chúng tôi dùng những sản phẩm tốt và hiếm quý. Chúng tôi dùng sản phẩm tốt, mục đích là gì? Tốt để chữa bệnh. Còn quý vị mua cái loại mà nói loại dạc, ở đây thuốc bắc nó có một loại dạc, quý vị có thể thu mua một cái thang thuốc là 7 đồng, 15 đồng hoặc là 20 đồng. Dạ. Đó. Mà có một thang thuốc cũng có thể là mà như quý vị nói trước đây chúng tôi có nói là trong cái nghệ sĩ của chúng ta có một người chuyên môn thuốc bắc, một thang thuốc nó gần 2.000 đô. Wow. Đó. Thì một thang thuốc từ 15 đô mà một thang thuốc 2.000 đô thì nó khác nhau. Đúng rồi. Phải không nè? Wow. Đó, thưa quý vị, một thang thuốc 15 đô quý vị cũng mua được. Mà một thang thuốc 2.000 đô cũng có được. Wow. Tùy theo quý vị muốn như thế nào thì ông thầy thuốc bắc ổng sẽ giúp cho quý vị. Mà kính thưa quý vị, thầy thuốc Minh Tâm đã làm những cái công việc như thế này 20 năm qua, giúp cho quá nhiều thân chủ, mà nhất là quý ông. Bích Trâm cũng xin thưa rằng quý ông là một cái cục trụ cho quý bà, mà lỡ mà có một cái gì đó gọi là nó không nó bị bất bình thường một chút xíu đó, thì cái sự hạnh phúc trong gia đình nó cũng hơi khó nói. Phần thưa quý vị, cứ gọi cho thầy Minh Tâm ở số 619992 6600 9926600 9926600 và area code là 619 quý vị nhé. Và văn phòng của thầy ở 6035 University Avenue, San Diego, California 92115. Vì nhớ cho phòng chính của tôi là ở San Diego. Còn văn phòng chính là ở số 6035 University Avenue. Thì văn phòng số 7 cuối ở tuần San Diego. Cuối tuần thứ bảy chủ nhật chúng tôi ở Orange County. Thì quý vị địa chỉ gọi làm hẹn. Rồi làm hẹn, đúng rồi, gọi làm hẹn thì bây giờ quý vị sẽ tới để mà để mà thầy sẽ giúp cho quý vị có những cái gọi là làm cho đời sống nó vui hơn, tươi hơn, hứng phấn hơn. Phận thưa quý thì vị, giờ... Bích Trâm biết được rằng chỉ còn có một phút thôi, nhưng mà Bích Trâm cũng xin thưa với quý vị cứ gọi cho thầy Minh Tâm ở số 619992 thì chúng tôi 0600 6600 6600 thưa quý vị, mới xin lập lại là 619992666. Nhiều quý đồng hương, quý thính giả, quý khán giả thắc mắc về cái bệnh gan. Thì không biết chúng ta còn giờ để nói về bệnh gan. Bệnh gan hiện nay nó rất là trầm trọng khắp nơi trên thế giới. Ung thư gan,
hay là bệnh khô gan hay là bệnh chai gan, làm cho quý vị bị da nám, da khô, bị ngứa, bị rụng tóc, bị cơ thể nó bị da vàng, mắt vàng, cũng như nhất là quý vị đến thời kỳ mãn kinh cũng như mất kinh của phụ nữ. Thì phụ nữ nào muốn được hạnh phúc gia đình, chắc chắn rằng quý vị chữa trị càng sớm càng tốt để hạnh phúc gia đình nó có được mỹ mãn hơn. Chứ quý vị mà đến thời kỳ mãn kinh mất kinh thì rất là khó chịu và hơn nữa là mất hạnh phúc. Đặc biệt quý phụ nữ về không bao giờ muốn thích là da nám và da khô và bị ngứa, phải không? Họ bất châm nè, lúc nào cũng muốn, luôn nào cũng da rẻ mịn màng, mướt và trắng trẻo và không bị khô bị nám. Thì quý vị muốn như vậy, chắc chắn rằng quý vị chỉ có thuốc bắc mới giúp quý vị hai chứng bệnh đó nó mỹ mãn, làm cho quý vị trẻ đẹp, da bóng láng, mướt và mịn màng. Thì chỉ có thuốc bắc sẽ giúp cho quý vị. Chắc chắn rằng quý vị ngày xưa quý vị biết là vua Minh Mạng hoặc là Từ Hy Thái Hậu hoàn toàn là thuốc bắc mà tới 90 tuổi nước da vẫn căng thẳng, mịn màng, mướt. Thì đó là vấn đề quan trọng. Thì Bích Trâm nói thêm về vấn đề về bệnh phụ nữ, bệnh gan. Chúng ta cũng là hết giờ rồi. Và lần tới đi, mình sẽ có một cái show khác chuyên nói chuyên về phụ nữ. Chứng thí dụ như là chứng lạnh cảm của phụ nữ nè, rồi chứng da nám nè, rồi chứng bệnh gọi là da khô nè, và cái người phụ nữ khi mà mãn kinh hoặc là tiền mãn kinh nó như thế nào quý vị nhé. Đây là một trong những cái vấn đề nan giải của phụ nữ của chúng ta, cũng hơi khó nói, nhưng mà lần tới thầy Minh Tâm sẽ giải quyết cho quý vị và làm thế nào để giữ gìn hạnh phúc gia đình được tốt hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình về Đông Y Dược với thần dược gia truyền Hoàng Đế Toa của thầy Minh Tâm. Vâng, cảm ơn thầy, mời thầy. Trước tiên cảm ơn họ Bích Trâm cho tôi cơ hội đến ngày hôm nay để talk show, để gửi đến những sản phẩm đến cho tất cả quý đồng hương và quý thân chủ, quý thính giả của chúng tôi. Đặc biệt cũng là nhân dịp này, chúng tôi sẽ những nhân dịp tới chúng tôi sẽ nói nhiều về cái căn bệnh khác hơn. Chúng tôi sẽ còn nhiều căn bệnh nữa mà quý vị đang mà chúng tôi ở đây mà có nhiều quý vị yêu cầu chúng tôi talk về những bệnh gan, bệnh mất ngủ, bệnh đau lưng, bệnh nhức mỏi, cũng như người ta nói là cái bệnh mà bệnh gao đó, mà quý vị, thưa quý vị, đồng bào đồng hương chúng ta rất là nhiều chứng bệnh đó. Thì đặc biệt quý phụ nữ là muốn biết rõ ràng về vấn bệnh da khô, da nám và chứng bệnh đến thời kỳ mãn kinh và mất kinh, để quý vị uống thuốc chất hormone của thuốc tây thì nó ảnh hưởng bị sai ác phát. Thì chắc chắn rằng quý vị uống thuốc mà tây hay là dược thảo thì chúng tôi sẽ nói gì nhiều hơn, quý vị sẽ bị sai ác phát. Điều đó là điều chắc chắn 100%. Và không những chắc mắc nặng nhất là chúng ta sẽ bị bệnh ung thư, và chúng ta sẽ bị chứng bệnh lỏng xương, và chúng ta bị khô chất nhờn, và cơ thể chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Vì đó cho nên người Việt Nam chúng ta phải cần chắc chắn rằng thuốc bắc là một loại thuốc nó rất là power, nó rất là giúp quý vị ngăn ngừa bệnh, chữa bệnh, giúp quý vị có nhiều energy, hạnh phúc, vui khỏe, trẻ đẹp và sống thọ yêu đời. Kính thưa quý vị, kính chào quý thính giả, kính chào tất cả quý vị.